gió heo mây mùa thu sang, hòa trong tiếng vĩ cầm buồn mênh mang, lòng chợt nhớ thương em vô vàn. Ôi thời gian vẫn trôi dài cuộc chia ly, lòng se sắt trái tim người xa đi, từng mơ ước bao năm trở về. Như vầng trăng sáng trên trời vẫn cô đơn, mùa thu đến cho lòng người tơ vương, sừng thay lá trong chiều mơ sương. Ngàn trùng xa cách cô nhân về chưa, người về nhặt chiếc lá trên đồi xưa, gọi song song khuất bóng trong hoàng hôn, tìm dấu chân qua suối nguồn. Những giọt mưa bay mãi trong mùa ngang, nhìn lại trời cũ có hương lá đâu. Nhạc chiều tương tư tháng năm còn vang, ai nhớ cho tình xưa gian. Em ở phương ấy có nghe lạnh đôi vai, chiều qua phố thu buồn mùa heo may, lòng có tiếng cho tình tàn phai. Vẫn cô đơn, mùa thu đến cho lòng người tơ vương, sừng thay lá trong chiều mơ sương. Ngàn trùng xa cách cô nhân về chưa, người về nhặt chiếc lá trên đồi xưa, gọi song song khuất bóng trong hoàng hôn, tìm dấu chân qua suối nguồn. Những giọt mưa bay mãi trong mùa ngang, nhìn lại trời cũ có hương lá đâu. Nhạc chiều tương tư tháng năm còn vang, ai nhớ cho tình xưa lạnh đôi vai, chiều qua phố thu buồn mùa heo may, lòng có tiếng cho tình tàn phai. Mai Thanh Trúc xin được giới thiệu một chút về quá trình đi hát của mình. Trúc là một người rất là đam mê âm nhạc và không biết trong cuộc đời này còn đam mê, Trúc còn đam mê một cái gì đó hơn âm nhạc. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông trung học thì Trúc đã quyết định chọn cho mình con đường âm nhạc. Trúc từng học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa sư phạm âm nhạc, và năm 2009 Trúc bắt đầu sự nghiệp ca hát. Đầu tiên là ở phòng trà văn nghệ do cô Xuân Hòa và chú Xuân Hùng đã nhận Trúc vào hát. Sau đó thì Trúc đi lưu diễn khắp nơi từ Nam ra Bắc trong các show sự kiện event, và cũng tham gia biểu diễn trong các show lớn bên cạnh các danh ca như Thanh Tuyền, Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Ý Lan và Anh Khoa. Ngoài ra, Trúc có thể hát được các thể loại như nhạc tiền chiến, nhạc bán cổ điển, nhạc dân ca, và Trúc hát được 7 thứ tiếng.
Mặc dù vậy thì Trúc vẫn còn cần phải học hành trao đổi trao dồi nhiều hơn về kỹ thuật hát để mỗi ngày tiếng hát của Trúc được chạm vào lòng của khán giả nhiều hơn nữa. Năm 2017 thì Trúc được nhạc sĩ Quỳnh Công Bá gửi gắm cho hai tác phẩm Lắng Nghe Mùa Thu Đến và Khúc Nguyệt Cầm, và hai tác phẩm này Trúc thể hiện cũng khá thành công và cũng được nhiều nhạc sĩ biết đến, và trong đó thì có cô Kim Phan. Cô Kim Phan cũng là người giúp đỡ Trúc rất nhiều và cũng chiếu cố Trúc, cũng tin tưởng gửi nhiều tác phẩm cho thể hiện, và Trúc rất là vui khi được cô Kim Phan cũng gửi gắm cái niềm tin mình vào với Trúc và những tác phẩm vừa qua. Và ngoài ra thì Trúc cũng có hát cho các nhạc sĩ như Nam Khai, Phan Quỳnh Như, nhạc sĩ Hiếu Lê và nhạc sĩ Ngọc Quang Hà cùng nhiều nhạc sĩ khác. Rất rất là cảm ơn sự tin tưởng cũng như là tình cảm của các nhạc sĩ đã dành cho Trúc, cũng nhờ các tác phẩm của các nhạc sĩ mà Trúc được nhiều công chúng yêu nhạc biết đến nhiều hơn. Mai Thanh Trúc xin giới thiệu thêm là Mai Thanh Trúc sinh năm 1989 tại Bình Dương, mà mỗi lần mà Trúc hát lên thì ai cũng Trúc là người gốc miền Nam chính gốc, và tại vì ba mẹ đều là người Bình Dương hết, nhưng mà ai nghe Trúc hát thì cũng nghĩ là Trúc là người Trung hoặc là người Bắc, tại vì có nghe trong giọng hát nó có cái gì đó âm rất là âm hưởng của miền Trung hoặc miền Bắc. Trúc từ nhỏ là rất là mê hát, nhưng mà ở nhà thì không bao giờ hầu như không bao giờ hát. Có một lần đó, năm khi Trúc lên 8 tuổi thì lúc đó ba mẹ của Trúc mới đi thu một cuốn băng cassette, ba Trúc đi thu một cuốn băng cassette gửi qua cho chị gái ở California. Thì lúc đó thì Trúc cũng rất là thương chị, cho nên là tự nhiên Trúc mới nói với ba mẹ Trúc là: ba mẹ ơi, để con hát bài Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài. Đó là nhạc phẩm đầu tiên trong đời Trúc. Lúc đó thì ba mẹ cũng không nghĩ là Trúc hát được nữa, nhưng mà không hiểu sao nữa, chắc là cho Trúc cũng có khiếu. Chỉ một vài lần qua nhà của một đứa bạn học chung lớp chơi mà Trúc nghe bài đó mà tự nhiên Trúc Trúc phụ Trúc cảm thấy Trúc thích, Trúc thuộc luôn, và lúc đó thì Trúc Trúc hát rất là thoải mái, làm ba mẹ Trúc cũng cảm thấy bất ngờ, cũng thấy ngạc nhiên, không hiểu sao mà con gái mình hát được. Hồi nhỏ Trúc có một cái điều rất là lạ là ngay từ nhỏ, ngay từ mà Trúc còn chưa chưa biết, hồi như là khoảng 1-2 tuổi thôi, chưa biết đi nữa, mới biết bập bẹ nói thôi, thì mỗi lần mà có một lần đó mẹ Trúc hát ru Trúc, lúc đó Trúc đang nằm trên võng khoảng chừng 9 tháng hay 11 tháng gì đó, mà mẹ mẹ Trúc hát bài Ầu Ơ Với Dầu Cầu Giấy Móng Đinh, mà mẹ Trúc cũng rất bất ngờ khi mà mẹ Trúc vừa hát câu, mẹ Trúc vừa hát ba chữ đầu tiên là Ồ ơ, thì tự nhiên ở trong giọng nghe Trúc hát lên chữ dầu. Khi sau đó cái mẹ Trúc hát tiếp câu tiếp là cầu dán ở trong võng thì Trúc lại chữ đinh. Cứ thế mà vút đuôi cho hết đến hết cả bài, là mẹ Trúc cũng mắc cười, mà ai nghe cũng mắc cười mà rất là ngạc nhiên. Mà đặc biệt là mỗi lần mà Trúc đang nằm ngủ, mà lúc đó bà nội mà cứ mở giọng cổ lên một cái là bỗng nhiên là tự nhiên Trúc xúc động và Trúc khóc, khóc không có dỗ được, cho đến khi nào mà ba mẹ tắt máy thì nín. Đó cũng là một cái điều rất là lạ ở Trúc so với nhiều cái đứa bé khác, mà do mọi người nhận xét như vậy. Vì vậy là ngay từ nhỏ Trúc có cái cảm xúc rất là đặc biệt với âm nhạc, và Trúc biết cảm nhạc, biết cảm thụ những cái điều gì, mà biết cảm thụ cái sự vui buồn và cũng như đau khổ. Vì vậy mà thực ra ngày xưa thì ba Trúc, trong gia đình Trúc thì có ba Trúc và các cô của Trúc thì cũng từng đi cũng từng làm trong ngành ca nhạc, nhưng mà cô Trúc thì không có theo đuổi, không có theo đuổi nhiều như Trúc bây giờ. Và ba Trúc ngày xưa là nhạc công đệm tại các vũ trường trước năm 1975. Còn ông bà nội thì là chuyên về cổ nhạc, nhưng mà đến đời ba Trúc cũng như Trúc thì hầu như không biết gì về cổ nhạc, và hát cổ nhạc không không được, không biết hát cổ. Ừ.
đến năm trước học lớp 12 thì bỗng nhiên không biết vì sao mà đến cái thời điểm đó khi Trúc đang đi học thì cái niềm cảm xúc với âm nhạc nó bùng phát lên và Trúc bắt đầu tham gia văn nghệ tại trường trong các chương trình văn nghệ và được bạn bè và các bạn đọc học những người bạn học trong lớp rất là ủng hộ. Cho nên là từ đó mà Trúc, cái ngọn lửa âm nhạc của Trúc bùng cháy bắt đầu từ khi mà Trúc học cuối năm trung học. Và Trúc có thể hát được 7 thứ tiếng. Trúc hầu như là một người rất là chịu khó tìm tòi học hỏi. Năm Trúc 12 tuổi thì lúc đó mỗi ngày ba của Trúc thường hay nghe ban nhạc, nghe một cái băng cassette nhạc tiếng Anh và nhạc hồi xưa. Mà lúc đó với một con bé 12 tuổi hoàn toàn là cũng chưa có biết nhiều về tiếng Anh. Ngoài việc năm 7 tuổi thì Trúc được một người dạy, người dượng ngày xưa làm phong điệp viên cho người Mỹ, đã từng dạy Trúc tiếng Anh. Cho nên Trúc lúc đó thì Trúc có một đống cái vốn căn bản cũng tương đối, nhưng mà cũng chưa biết nhiều. Đến năm Trúc 12 tuổi thì khi mà Trúc nghe cuốn băng đó của ba Trúc thì mỗi ngày Trúc đều lật sách từ điển ra và nghe và ghi lại rất rất là kỹ. Một cái điều cũng Trúc cảm thấy là cũng hiếm có ở với những đứa bé ở trên cái trang lứa đó. Thế rồi Trúc hát một cách say sưa, rồi đến khi mà Trúc vô lớp, Trúc cũng ngồi Trúc hát, mặc kệ có ai nghe hay không, Trúc cũng hát hết với tất cả một cái sự thơ ngây. Và cái những người bạn người ta mới nghe Trúc hát xong người ta bu lại, người ta mới nói là ôi sao Trúc hát được hay quá vậy. Trong khi đó là tụi mình mới có học, mới biết được ABC này kia thôi mà Trúc đã hát được cũng gần chục bài tiếng Anh thời đó rồi. Dạ, cho nên từ từ Trúc cũng đam mê những cái ngôn ngữ khác, cũng như là tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý thì Trúc được học ở trong trường, và tiếng Tây Ban Nha thì Trúc cũng tìm tòi, Trúc mua sách về học và cũng nghe qua các băng đĩa của các ca sĩ nước ngoài, tìm hiểu rất là kỹ. À, tiếp theo là tiếng Nhật, tiếng Hoa cũng vậy nha. Bây giờ thì Trúc đang trau dồi thêm về tiếng Pháp, vì Trúc mới đến hôn với lại ông xã người Pháp và anh ấy cũng hỗ trợ cho Trúc, chỉ bảo cho Trúc rất là nhiều. Nhưng mà được cái thì ông xã cũng khen là Trúc rất có khiếu và Trúc nhạy, Trúc cảm âm rất là tốt. Với kỷ niệm với cô Kim Phan thì sau khi Trúc hát hai tác phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Công Bá thì lúc đó cô Kim Phan có vào nghe cái bài hát của Trúc ở trên Facebook, và sau đó cô cũng có cô với Trúc mới liên lạc với nhau và cô gửi bài cho Trúc hát. Trúc rất là biết ơn cô Kim Phan, tại vì cô Kim Phan mỗi lần làm việc với cô thì Trúc cũng học hỏi thêm rất là nhiều. Cô là một người rất là kỹ lưỡng, đầu tư từng cái rất là tỉ mỉ trong từng cái chi tiết trong tác phẩm, kể cả việc bài hát và kể cả khi mà thu hình thì cô cũng rất là kỹ trong từng cái trang phục hay là về make up, đều rất là từng chi tiết nhỏ cô đều rất là chu đáo. Và Trúc rất là cảm ơn cô Kim Phan. Một cái điều rất là đặc biệt và Trúc cũng rất là hạnh phúc, vì khi mà Trúc hát cái bài nhạc phẩm đánh thức tình yêu của cô Kim Phan thì ngày hôm đó người yêu của Trúc mới đưa Trúc đi quay hình bài đó. Đó cũng là một cái cơ duyên. Thì khi mà đến cái studio theo cái chỉ định của cô Kim, là đến studio của một người cháu của cô, là có một cái studio áo cưới. Lúc đó Trúc mới mặc mấy cái tự ba cái áo cưới để quay hình cho bài đánh thức tình yêu. Thì lúc thì khi mà Trúc mặc, Trúc thử ba áo cưới đó xong thì anh người yêu của Trúc nhìn Trúc mặc trong cái trang phục cưới, mà sau đó anh ấy nói với Trúc là anh
anh muốn cưới em anh không thể không cưới em được, tại vì khi mà nhìn nhìn em mặc áo cưới như thế này đáng yêu quá, vì vậy mà anh nhất định anh phải cưới em cho bằng được. Và cho đến bây giờ mà anh ông xã của Trúc, và cảm ơn cô Kim Phan rất nhiều, vì cô Kim Phan cũng là một cái nhân tố mà vun đắp cho tình yêu của Trúc và ông xã. Lặng lẽ em đi chiều nắng vàng, tha hồn phương phất gió thu sang. Vườn hoa vừa thức dậy, tình yêu về đắng đầy, ngập tràn hương sắc giấc nồng say. Tình hơi ta trao một chút nồng, bỏ vườn xí vắng phía bên sông, gọi nhau từng phút chờ mùa thu về hững hờ, nồng nàn câu nói viết nên thơ. Vời vợi tiếng hát con tim dù ta chờ đợi, nụ hồng tình yêu vương dài trên áo, phút giây mặt nồng mãi cho dài lâu. Gọi gió heo mây cho ấm lời, mộng vàng hương sắc khó chia phôi, siêu nhau về cuối trời, tình yêu đẹp nhất đời, đường tình ta mãi mãi chung đôi. Đường tình